rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng đến gần hơn đối với các em học sinh lớp 12. Hiện nay thì hầu hết các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó có môn địa lý. Môn địa lý là môn đòi hỏi sự tổng hợp, có tính logic, không hoàn toàn là môn thuộc bài. Vì vậy, những bạn học khối tự nhiên vẫn có thể làm bài thi tốt như các bạn học khối xã hội. Và sau đây, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được qua nhiều năm công tác nhằm giúp các em có thêm một số kiến thức và kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm cho bản thân trước khi thi. Thứ nhất, để làm bài thi trắc nghiệm địa đạt kết quả cao, thí sinh cần chú ý các vấn đề sau. Đầu tiên là phải làm bài nên theo nguyên tắc dễ trước, khó sau. Làm được càng nhiều câu dễ sẽ càng tạo tâm lý thoải mái, hưng phấn khi làm bài. Các em thường phân bố thời gian không hợp lý, dành quá nhiều thời gian cho một câu. Làm bài theo nguyên tắc dễ trước, khó sau để lấy được điểm các phần mình chắc ăn. Sau khi làm hết những câu hỏi trúng tủ của mình thì hãy sang những câu hỏi khác. Vì bài thi trắc nghiệm các câu hỏi đều có thang điểm như nhau chứ không giống như bài thi tự luận. Nguyên tắc là không bỏ sót câu hỏi nào, nếu không biết đáp án thì hãy dùng phỏng đoán. Tiếp theo là áp dụng kỹ năng loại trừ, một số câu hỏi dùng ngôn từ khẳng định hoặc nhấn mạnh như luôn luôn, toàn bộ, không bao giờ, vân vân, thường sai. Ngược lại, những câu không sử dụng ngôn từ khẳng định hoặc mang tính tương đối như một số, thông thường, trong trường hợp, đôi khi lại thường đúng. Vấn đề lưu ý tiếp theo là học sinh phải tận dụng hết thời gian làm bài, đề ra 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút, thí sinh hãy cố gắng làm trong 40 phút. Khoảng thời gian còn lại nên tập trung rà soát các câu khó mà bạn còn băn khoăn nghi ngờ. Và tuyệt đối không được bỏ trống phương án trả lời, vì trong thi trắc nghiệm thường có một phần nhỏ dành cho sự may mắn. Lưu ý tiếp theo là khâu chuẩn bị công cụ khi đi thi. Thí sinh nên mang 2-3 cây bút chì đã gọt sẵn để nếu bút này gãy thì có ngay bút khác thay thế. Bút chì không gọt quá nhọn, mà nên để đầu bút hơi tù. Diện tích tiếp xúc của đầu bút chì với giấy sẽ nhiều hơn, tô đáp án sẽ nhanh hơn lại không làm rách giấy thi. Nên chọn bút chì có mực đậm, nếu tô nhạt quá máy sẽ không chấm được, các em sẽ bị mất điểm. Cùng với bút chì, thí sinh nên mang theo một cục tẩy rời. Không nên sử dụng tẩy ở đầu bút chì, vì việc quay đầu bút để tẩy sẽ làm tốn thời gian hơn. Kế tiếp là phải biết phân bố thời gian hợp lý. Theo thông báo của Bộ, bài thi trắc nghiệm môn địa lý có 40 câu, thời gian làm bài là 50 phút. Như vậy, thí sinh có khoảng hơn 1 phút để trả lời một câu hỏi. Nếu qua khoảng thời gian đã định này mà vẫn chưa tìm ra được đáp án, thì nên bỏ qua câu này để làm sang câu khác, dễ tạo cơ hội hơn cho thí sinh và có thể quay trở lại những câu hỏi này, nếu còn thời gian. Một lưu ý nữa đó là, học sinh làm đề trắc nghiệm càng nhiều càng tốt, các em nên dành thời gian giải, nhiều đề thi trắc nghiệm hơn, tập dần với các câu hỏi trắc nghiệm như thế để không bỡ ngỡ khi vào phòng thi. Từ đó, các em sẽ khắc phục được những lỗi mà mình thường gặp, cũng như tìm được một phương pháp làm bài tối ưu cho bài trắc nghiệm. Thứ hai, những lỗi thí sinh cần tránh khi làm bài thi môn địa lý. Lỗi thứ nhất, học sinh không đọc kỹ đề bài nên các em không xác định đúng yêu cầu đề bài đưa ra, không xác định được nội hàm câu hỏi dẫn đến lạc đề, câu hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mỗi câu, mỗi ý trong cấu trúc đề thi đều tương ứng với một đơn vị kiến thức trong sách giáo khoa, nên thí sinh cần phải đọc kỹ. Lỗi thứ hai, học sinh thường chủ quan nên để mất điểm ở những câu, những ý dễ, trả lời thiếu ý, sót ý. Thứ ba, một số lưu ý khi sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam. Để sử dụng Atlas hợp lý, trả lời cho các câu hỏi trong quá trình làm bài thi trung học phổ thông, các em cần lưu ý những vấn đề sau: nắm chắc các ký hiệu chung về khoáng sản, nông nghiệp, công nghiệp, lâm ngư nghiệp ở trang 3 của quyển Atlas, biết rõ câu hỏi để có thể dùng Atlas. Tất cả các câu hỏi có yêu cầu trình bày về phân bố sản xuất hoặc yêu cầu nói rõ ngành đó ở đâu, vì sao ở đó, đều có thể dùng Atlas. Biết khai thác biểu đồ có trong các bản đồ của Atlas, thông thường mỗi bản đồ ngành kinh tế đều có từ 1 đến 2 biểu đồ cột, đường, tròn. Cần biết cách khai thác các biểu đồ trong các bài có liên quan, để đỡ phải nhớ nhiều số liệu trong phần lý thuyết. Biết sử dụng đủ số bản đồ trong Atlas cho một câu hỏi, trên cơ sở nội dung câu hỏi cần xem phải trả lời một vấn đề hay nhiều vấn đề. Có thể xác định những trang bản đồ trong Atlas cần thiết dựa vào phần mục lục cuối cuốn Atlas, trang 31. Thứ 4. Nắm rõ cấu trúc bài thi trung học phổ thông. Cấu trúc đề thi chính thức môn địa lý sẽ bao gồm 60% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và 40% ở mức độ vận dụng cao.
Nội dung bài thi được tổng hợp từ phần kiến thức của lớp 12. Về phần kỹ năng, 20 câu, 15 câu sử dụng Atlas địa lý Việt Nam trong đó, tự nhiên, dân cư 10 câu, các ngành kinh tế 3 câu, các vùng kinh tế 2 câu, bảng số liệu thống kê 2 câu, kỹ năng biểu đồ 3 câu, nhận xét biểu đồ 2 câu, nhận dạng biểu đồ 1 câu. Thứ 5. Nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Như Bộ đã thông báo cũng như đưa ra trong đề thi tham khảo, kiến thức thi trung học phổ thông môn địa lý chỉ nằm gói gọn trong chương trình lớp 12. Lượng kiến thức không quá rộng nên các bạn học sinh cần nắm vững lý thuyết đã được học trong sách giáo khoa. Sau đó biết cách phân tích, nhận xét và khái quát vấn đề cũng như liên hệ với thực tế. Như vậy là các bạn đã có đủ khả năng để được điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Để ôn tập phần lý thuyết, các em nên chọn cách học phù hợp nhất với mình để nhớ bài một cách tốt nhất. Nhìn tổng thể sách giáo khoa địa lý lớp 12 được chia ra làm 4 phần: địa lý tự nhiên, địa lý dân cư, địa lý kinh tế và địa lý vùng kinh tế. Các em có thể hệ thống lại bằng sơ đồ tư duy, bằng sơ đồ hình cây, bằng bảng hệ thống theo các phần kể trên. Sơ đồ hệ thống bài học lớp 12, môn địa lý, hệ thống hóa bài học lớp 12 bằng sơ đồ, bảng hệ thống. Sau khi đã hệ thống các bài, các em có thể đi vào chi tiết từng bài. Các em làm theo nguyên tắc từ tổng thể đến chi tiết, từ dễ đến khó. Nếu như trước đây các em cần nắm chắc kiến thức và học cách trình bày theo các bước cho đúng trình tự thì bây giờ yêu cầu đó lại là phải học kiến thức rộng hơn, chi tiết hơn. Ở bài thi trắc nghiệm thường sẽ là những câu yêu cầu trả lời nhanh và không quá rườm rà, yêu cầu kiến thức rộng và bao quát hơn, vì vậy khi học cần lưu ý những chi tiết nhỏ. Thứ 6, về phần kỹ năng môn địa lý bao gồm hai phần nhỏ là biểu đồ và bảng số liệu. Về cách nhận biết các loại biểu đồ tròn, khi đề bài yêu cầu thể hiện cơ cấu, tỷ lệ, tỷ trọng phần trăm của đối tượng mà dưới 3 năm, biểu đồ cột đơn, đôi. Khi đề bài yêu cầu thể hiện sự biến động của một đối tượng qua nhiều năm hoặc so sánh các đối tượng khi có cùng đơn vị trong một năm, biểu đồ đường biểu diễn đồ thị. Khi đề bài yêu cầu thể hiện sự thay đổi, tốc độ tăng trưởng, diễn biến của các đối tượng khác nhau về đơn vị qua nhiều năm, biểu đồ kết hợp giữa đường và cột. Khi đề bài yêu cầu thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ với nhau, hoặc đề bài có từ 3 loại số liệu trở lên mà cần biểu diễn trên cùng một biểu đồ. Biểu đồ miền, khi đề bài yêu cầu thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu, tỷ trọng của 2 hoặc 3 nhóm đối tượng mà có từ 3 đến 4 năm trở lên. Biểu đồ cột chồng, khi đề bài yêu cầu thể hiện tốt nhất quy mô và cơ cấu của đối tượng theo tỷ lệ phần trăm tuyệt đối. Khi làm đề trắc nghiệm phần biểu đồ và bảng số liệu, đề thi thường yêu cầu thí sinh chọn biểu đồ thích hợp nhất để chọn. Vì vậy các em phải cố gắng chọn đúng dạng biểu đồ, nếu không sẽ mất điểm từ 0,5 đến 1 điểm cho phần thi này. Tiếp theo là về vấn đề bảng số liệu. Trong phần nhận xét bảng số liệu có thể đề bài yêu cầu tính toán, phân tích bảng số liệu, tìm ra quy luật, mối liên hệ giữa các số liệu, rút ra nhận xét hoặc giải thích. Về tính toán, chuyển đổi số liệu tuyệt đối sang tương đối phần trăm, tính đại lượng mới như tính mật độ dân số người km vuông, tính năng suất tấn ha, tạ ha, vân vân. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.